Nga liên tiếp giành lợi thế ở 3 mặt trận khi ép mở đường để rút lui ở Tây Adipka Hoàng Hải xin kính chào quý vị Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay với các cập nhật mới về chiến trường Ukraine Tiếp sau đó là động thái của các bên sau khi ông Trump bị ám sát hụt vào ngày 13 tháng 7 Điều đặc biệt đó là chỉ duy nhất có Nga là quốc gia công khai vạch trần kẻ đứng sau giật dây sự kiện này Vậy cụ thể tuyên bố của Nga là gì? Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết liên tiếp giành lợi thế ở ba mặt trận, Ukraine mở đường để rút lui ở Tây Adipka. Trong tuần qua, thì Nga đã đạt được thành công đáng chú ý ở ba khu vực là New York, Vochans và Krasnohorovka. Trước hết thì ở mặt trận Kharkov, giao tranh đang diễn ra cả ngày lẫn đêm ở thành phố Vochans. Hiện tại quân đội Nga đã giành được chỗ đứng ở trung tâm của thành phố. Các binh sĩ Ukraine cố thủ tại đây không hạ vũ khí và đã bị Nga tiêu diệt. Đồng thời, người Nga còn tích cực mở rộng các đầu cầu ở bên bờ sông Vochia. Nhiều khả năng là Bộ Tham mưu Ukraine có thể sẽ tạo ra một tuyến phòng thủ mới nhằm kéo dài thời gian thành phố sụp đổ càng lâu càng tốt. Họ có thể thiết lập phòng tuyến mới ở phía nam Vochans với tâm điểm là thị trấn Viche. Nếu như Nga xâm nhập được vào thị trấn này, thì coi như Vochans đã thất thủ. Giao tranh ác liệt cũng đang diễn ra ở khu vực Krasnohorovka, Lực lượng Nga đang đẩy quân Ukraine khỏi các tòa nhà ở công viên Shevchenko và ngoại ô của thành phố, buộc họ phải rút lui. Rõ ràng là Ukraine đang phải chuẩn bị cho một kịch bản là thành phố này sẽ thất thủ bởi vì họ không thể ngăn cản được bước tiến của người Nga và họ chắc chắn cũng không muốn đại bại trong một cái vạc dầu đang sôi sùng sục. Theo hướng Torres, quân đội Nga tiếp tục tấn công vào New York bất chấp việc quân dự bị của đối phương tập trung đông đúc trong thị trấn này. Nga vẫn đang giành được chỗ đứng đồng thời chiếm được một phần của tiểu khu Petrovskaya Gora. Để có thể chiếm lĩnh hoàn toàn thị trấn New York, quân đội Nga sẽ cần phải chiếm lĩnh được nhà máy Phenon và hiện thì nơi này đang bị tấn công từ hai bên sườn. Bên cạnh đó, cũng có thông tin cho biết quân Nga đã chiếm được làng Urozane. Các chuyên gia tin rằng khi liên kết được tiền tuyến ở biên giới vùng Danes và Zaporizhia thì Nga sẽ tự tin hơn để tiến về phía Velikaya Novoseka. Đây là một hướng rất quan trọng về mặt chiến lược kiểm soát được nó sẽ mở ra những cơ hội mới cho các cuộc tấn công tiếp theo. Trong khi đó, Bộ Tham mưu Ukraine cho biết rằng tình hình ở hướng Pokovsky là nóng nhất và Nga đã phát động tổng cộng 35 cuộc tấn công, đồng thời thừa nhận là họ tích cực hoạt động ở các hướng Kharkov, Kurakiv và Torres. Theo hướng Tây Adipka, thì Lữ đoàn Bộ binh cơ giới 47 Ukraine đã buộc phải mở một cuộc phản công để mở đường cho các binh sĩ rút lui khỏi làng Novoselivka-Pesa. Cũng trong vòng 24 giờ qua, Nga đã phá hủy 3 hệ thống phòng không Iris-T của Đức ở vùng Zaporozhia, Kherson và vùng Dnipropetrovsk. Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại cảnh Iskander đã phá hủy bệ phóng Iris-T, trạm radar TRML-4D và các nhân viên điều hành hệ thống này. Ngoài ra, hai tên lửa Iskander-M của Nga cũng đã bắn trúng một đoàn tàu phía đông Nam Kharkov, phá hủy gần 20 phương tiện quân sự cùng rất nhiều đạn dược. Có một điều đáng lưu ý là những tổn thất về lãnh thổ của Ukraine dù nhỏ nhưng lại cực kỳ nhạy cảm về mặt chiến lược. Nga đã dỡ bỏ một phần khá lớn các công sự được chính quyền Kiev xây dựng từ năm 2014, vốn được cho là rất kiên cố tại Donbass. Như vậy có thể thấy, trên chiến trường, Nga đang tiếp tục tiến quân qua Donbass và dự kiến sẽ sớm tấn công tuyến phòng thủ cuối cùng của Ukraine ở Ruskovka, Konstantinovka, Slavian và Krasmatov. Nếu như để mất 4 thành phố vệ tinh này, thì đồng nghĩa với việc cuộc chiến sẽ chuyển sang một giai đoạn mới, khi mà lực lượng Ukraine không còn nơi nào để tiếp tế và dựa vào. Nga có thể thắng ở Ukraine như thế nào? Có một lý do chủ yếu khiến cho chính quyền Tổng thống Zelensky phải liên tiếp điều quân vào cỗ máy xay thịt ở Bakhmut hồi năm ngoái. Đó là vì đây là tuyến phòng thủ thứ ba trong 4 tuyến phòng thủ kiên cố. Bakhmut được coi là có khả năng phòng thủ tốt hơn nhiều so với hai thành phố Slavyan và Krasmatov không chỉ có các tòa nhà trong và xung quanh thành phố này là phù hợp để trở thành công sự với các hầm ngầm kiên cố, mà nó còn nằm ở một vùng đất tương đối cao, trong khi đó Slavian và Krasmatot lại nằm ở vùng đất trũng. Hiện tại thì việc tuyến phòng thủ Slavian Krasmatot bị đe dọa không còn là một viễn cảnh xa xôi. Đây là tuyến phòng thủ lớn cuối cùng trong khu vực Donbass và lực lượng Nga có thể di chuyển đến Dnipro trong thời gian khá ngắn. Giới quan sát cho rằng hiện Nga có 3 lựa chọn. Một đó là tập trung vào việc kiểm soát nốt các khu vực tại Kherson và Zaporizhia mà hiện tại họ vẫn chưa chiếm được. Các thành phố lớn của cả hai vùng này đều nằm trên con sông Dnieper. Thứ hai, đó là Nga có thể khuất phục phần phía Tây của Ukraine thông qua việc phá hủy nguồn cung cấp điện của nước này. Tuy nhiên, các quan chức Nga hiện vẫn im lặng về lựa chọn cuối cùng của họ. Một bộ phận các chuyên gia phương Tây đã cảm nhận ra rằng chiến dịch quân sự của Nga đang hoạt động theo nguyên tắc phá hủy khả năng và ý chí chiến đấu của kẻ thù. Thay vì tập trung vào vấn đề lãnh thổ, tức là căn cứ đưa ra quyết định của quân đội Nga hiện tại là đến từ việc loại bỏ khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang kẻ thù. Ngay cả khi Nga tăng cường đáng kể năng lực quân sự thì những tiến bộ của họ trên chiến trường vẫn thường xuyên bị các quan chức quân sự, các chính trị gia và chuyên gia phân tích tình báo của NATO coi nhẹ. Bởi vì họ vẫn chủ yếu chỉ đánh giá tiến bộ của quân đội Nga trên bản đồ và rõ ràng là lợi ích về lãnh thổ quả thực là rất nhỏ. Nhưng họ lại bỏ qua thực tế đó là Nga đang chiến đấu ở địa hình rất khó khăn trên những cánh đồng trống trải hoặc là trong các công sự ngầm trong đô thị. Đúng là có thể Nga chiếm được rất ít lãnh thổ, nhưng mà Ukraine lại đang mất đi lợi thế của mình bằng cách liên tục gửi người và thiết bị vào các cỗ máy xài thịt. Và theo thời gian, quân đội của họ đang bị tiêu hào đáng kể. Rõ ràng là Ukraine đang ở trong một tình thế tệ hơn nhiều so với mùa hè năm ngoái. Kiev thậm chí còn không thể chọc thủng được tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Giờ đây thì lực lượng Ukraine đang trở nên kém hiệu quả rõ rệt Bằng chứng đó là tốc độ tiến quân gần đây của Nga ở Kharkov đã khiến cho nhiều chuyên gia phương Tây phải bất ngờ. Trong khi Ukraine dù nhận được viện trợ quân sự của phương Tây thì vẫn phải hứng chịu thất bại nặng nề. Nga hiện có quyền kiểm soát bầu trời mạnh đến mức máy bay chiến đấu của họ có thể bay chậm để thả những quả bom lượn khổng lồ nặng 3 tấn có khả năng phá hủy các tòa nhà bê tông và gây thiệt hại trong bán kính rộng lớn. Ngày hôm qua, thì Bộ Quốc phòng Nga đã công bố cảnh quay cho thấy phi hành đoàn máy bay ném bom chiến đấu Su-34 đã tấn công một điểm triển khai quân tạm thời của lực lượng Ukraine bằng bom FAB-3000. Họ nói rằng mục tiêu đã bị bắn trúng. Ngay cả là hãng thông tấn TASS, vốn đưa tin rất thận trọng, tiết chế hơn nhiều so với hầu hết các kênh truyền thông khác của Nga, thì nay cũng đã giật tít ngày càng mạnh mẽ hơn. Họ viết rằng hệ thống phòng không Patriot đã vô dụng và rằng lực lượng phòng không Nga đang đẩy lùi hiệu quả các cuộc tấn công trên không và trên mặt đất bằng vũ khí phương Tây của kẻ thù. Hiện nay, thường xuyên có các báo cáo về các đơn vị Ukraine từ chối chiến đấu và ra đầu hàng. Thậm chí là Tổng thống Zelensky gần đây đã bộc lộ tâm trạng mệt mỏi. Trong đó ông mô tả Ukraine không muốn tiếp tục xung đột do tổn thất trên chiến trường. Điều đáng ngạc nhiên hơn đó là trong bối cảnh cả thế giới và truyền thông quốc tế đều tập trung vào tình hình chính trị trong nước của Mỹ sau vụ ám sát hụt Donald Trump, thì Tổng thống Zelensky cũng vừa đưa ra một thông báo chưa từng có. Ông cho biết, Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần thứ hai nên có sự tham gia của người Nga. Đây là một diễn biến rất đáng chú ý bởi vì từ lâu Kiev đã phản đối kịch liệt mọi cấp độ đàm phán với Moscow, nếu như ông Putin vẫn còn nắm quyền. Với lời đề nghị này thì dường như là ông Zelensky đang dự đoán Trump sẽ tái đắc cử vào tháng 11. Trong khi đó thì kế hoạch của Trump đã có ít nhất một quốc gia châu Âu ủng hộ nhiệt tình, đó là Hungary. Vào hôm 10 tháng 7, ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố như sau: Tôi nghĩ rằng một tác động bên ngoài rất mạnh mẽ phải diễn ra để khiến họ ít nhất phải đàm phán. Ai có cơ hội làm điều đó trong giai đoạn sắp tới? Chỉ có Tổng thống Trump nếu như ông ấy được bầu. Việc ông Putin vẫn luôn khăng khăng đề xuất hòa bình, trong đó yêu cầu Ukraine phải nhượng lại cả bốn vùng lãnh thổ đã được sát nhập vào Nga. Nó cho thấy rằng Moscow đang cực kỳ tự tin vào chiến thắng của mình. Nhưng mà cũng đúng thôi, nếu như chúng ta xem xét về năng lực quốc phòng, thì Nga hiện tại đang sản xuất vượt trội hơn tất cả các thành viên NATO cộng lại ở hầu hết mọi loại vũ khí chính. Và đương nhiên là ông Putin đang ở vị thế tốt hơn rất nhiều trên bàn đàm phán. Trong nhiều tháng qua thì phương Tây đã tham gia vào một cuộc chạy đua quá lộ liễu để cung cấp được thêm nhiều vũ khí hơn cho Kiev. Đến nỗi, họ đã phải hy sinh lợi ích của một số đồng minh khác. Chẳng hạn như gần đây chính quyền ông Biden đã yêu cầu Israel phải chuyển giao 8 khẩu đội tên lửa Patriot. Và quan trọng hơn, Mỹ đã thông báo cho các đồng minh của mình, bao gồm cả Israel, rằng Ukraine nên cần được ưu tiên giao tên lửa Patriot. Vấn đề lớn nhất đó là Nga cuối cùng có thể đạt được điều gì trong ván cờ của mình? Nhiều khả năng là Điện Kremlin sẽ phải tạo ra một khu vực phi quân sự lớn ở Tây Ukraine nếu như NATO vẫn đi tới cùng trong việc hỗ trợ Kiev. Giới quan sát nhận định rằng Nga có thể đạt được mục tiêu này thông qua việc phi điện khí hóa Ukraine. Trong khi đó, tại Ukraine thì càng ngày càng có nhiều người ủng hộ việc đàm phán hòa bình. Theo dữ liệu từ cuộc khảo sát của trung tâm Ramuskov được trích dẫn bởi kênh Zerada của Ukraine, thì có tới 43,9% người Ukraine cho rằng đã đến lúc phải đàm phán hòa bình với Nga. 35% không đồng ý và 21,1% không đưa ra câu trả lời. Nhưng mà đa số người được hỏi thì vẫn phản đối việc thực hiện các điều kiện của Tổng thống Putin đưa ra để chấm dứt chiến tranh. Khi được hỏi là điều kiện nào để có thể kết thúc chiến tranh, 51,5% người cho rằng hai nước cần phải quay trở lại đường biên giới năm 1991, 25,8% cho rằng nên lấy lại đường phân giới tháng 2 năm 2022 và 9,4% cho rằng đường phân giới sẽ là dọc theo chiến tuyến hiện tại. Chỉ có 13,3% không đưa ra câu trả lời. Tuy nhiên, con số 43,9% người dân Ukraine đồng ý sẵn sàng đàm phán với Liên bang Nga là điều rất đáng chú ý. Nó cho thấy sau hơn 2 năm giữa chiến tranh, người dân đã phải hứng chịu quá đủ thiệt thòi và tổn thất. Trump chọn Jay làm ứng cử viên phó tổng thống số phận Ukraine đã được định đoạt. 48 giờ sau khi thoát chết trong gang tấc tại bang Pennsylvania, ông Donald Trump đã công bố trên Truth Social rằng ông đã chọn J.D. Vance, 39 tuổi, làm ứng cử viên phó tổng thống của mình. Sau vụ ám sát bất thành vào hôm 13 tháng 7, thì ông Vance đã ám chỉ trên mạng xã hội rằng chiến dịch tranh cử của Biden có một phần trách nhiệm liên quan đến vụ ám sát Donald Trump. Ông viết như sau, Tiền đề cốt lõi của chiến dịch tranh cử của Biden coi Donald Trump là một tên phát xít độc đoán đã bị ngăn chặn, phải bị ngăn chặn bằng mọi giá. Luận điệu đó đã trực tiếp dẫn đến nỗ lực ám sát Tổng thống Trump. Sự lựa chọn của Trump đã đưa vị thượng nghị sĩ trẻ tuổi có nhiệm kỳ đầu tiên là Vance lên vị trí ứng cử viên toàn quốc của Đảng Cộng Hòa. Ông cũng là ứng cử viên phó tổng thống trẻ nhất kể từ khi Richard Nixon được đề cử vào năm 1952. Ông mới chỉ nhậm chức thượng nghị sĩ được một năm rưỡi và có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách do bị coi là thiếu kinh nghiệm để phục vụ tổng thống. Việc lựa chọn thượng nghị sĩ Vance dường như là cho thấy ông Trump muốn có một người trung thành, có thể thu hút được người ủng hộ cốt lõi của ông trong phe dân túy của Đảng. Việc Trump lựa chọn Vance cũng gây ra sự ngạc nhiên, khi ông này từng nổi tiếng là người chỉ trích gay gắt ứng cử viên Trump vào năm 2016, nhưng mà kể từ đó thì ông đã dần dần chuyển sang ủng hộ và thậm chí là trở thành một người bảo vệ mạnh mẽ cho Trump trong vài năm qua. Ông Vance cũng ủng hộ hầu hết các chương trình nghị sự của Trump, đặc biệt là trở thành người chỉ trích hàng đầu về chính sách Ukraine của Biden trong Đảng Cộng hòa. Thượng nghị sĩ Vance từng có mặt tại hội nghị an ninh Munich vào đầu năm nay để thúc đẩy vụ kiện của mình chống lại việc viện trợ quân sự cho Ukraine. Tờ Politico vào ngày hôm qua 15 tháng 7 đưa tin rằng, việc đề cử Vance làm Phó Tổng thống Mỹ là một đòn giáng vào châu Âu và là thảm họa đối với Ukraine. Nếu như liên minh Trump-Vance thắng cử thì nước Mỹ sẽ gần như chắc chắn cắt giảm hoặc là cắt hoàn toàn viện trợ cho Ukraine vào năm tới. Và điều đáng nói ở đây đó là Giống như Trump, thượng nghị sĩ Van cũng có một số quan điểm ủng hộ Israel. Ông ấy đã chỉ trích tổng thống Biden vì giới hạn sức mạnh của Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas. Ông tuyên bố như sau: "Đừng sử dụng đòn bẩy của Mỹ để buộc người Israel phải rút lui ở đây." Trong khi đó thì tại Gaza, cuộc giao chiến giữa Israel và Hamas vẫn diễn ra khá khốc liệt. Mục tiêu của Israel đó là nhổ tận gốc chủ nghĩa khủng bố của Hamas. Và các cuộc tấn công vào Hamas tại đây cũng đã gây thương vong rất lớn cho dân thường Palestine. Cuộc tấn công quân sự của Israel vào hôm 13 tháng 7 đã đánh trúng một trại tị nạn và giết chết ít nhất 90 người, làm bị thương hàng trăm người khác. Nhưng, Tel Aviv vẫn tuyên bố rằng phần lớn các phiến quân Hamas đã bị tiêu diệt. Hãng tin AP đưa tin rằng Hamas cho biết chỉ huy lữ đoàn Qasem của họ là Mohammed Deif vẫn an toàn sau khi thoát khỏi cuộc không kích lớn của Israel nhằm vào ông ấy vào hôm 13 tháng 7. Nga ám chỉ thế lực muốn tiêu diệt Trump. Trump tuyên bố gây sốc Chúa đã cứu tôi. Đảng Cộng Hòa đã chính thức đề cử ông Trump làm ứng cử viên Tổng thống vào năm 2024. Sau cuộc bỏ phiếu tại Đại hội Toàn quốc của đảng này diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7, tờ Politico viết rằng đám đông vỡ hòa trong tiếng vỗ tay như sấm khi mà cựu Tổng thống Donald Trump với một bên tai được băng bó bước ra đấu trường. Lần đầu tiên, ông xuất hiện trước công chúng hai ngày sau vụ ám sát. Hơn 2.400 đại biểu từ khắp cả nước đã tụ họp về Milwaukee, bang Wisconsin, nhằm chọn ra gương mặt đại diện cho đảng này trong cuộc đua tới ghế tổng thống vào tháng 11 tới. Ông Trump đã nhận được tới 2.387 phiếu bầu. Tỷ lệ thắng của Trump trên thị trường cá cược cũng đã tăng vọt. Theo công ty cá cược của anh William Hill, trước vụ ám sát thì tỷ lệ đặt cược Trump thắng cử tổng thống năm 2024 là 65,2%. Tuy nhiên, sau vụ nổ súng thì tỷ lệ này đã tăng vọt lên 73,3%. Tỷ lệ này cũng là phù hợp với số liệu từng được ghi nhận trong lịch sử, khi Ronald Reagan bị bắn. Trong những tháng sau đó thì ông này cũng đã chứng kiến được sự gia tăng ủng hộ trong các cuộc thăm dò lên tới 8 điểm phần trăm. Sau vụ ám sát thì Donald Trump đã đăng một tuyên bố cảm ơn mọi người như sau. Chỉ có Chúa mới có thể ngăn cản được điều không thể tưởng tượng này xảy ra. Chúng ta sẽ không sợ, thay vào đó chúng ta vẫn kiên cường trong đức tin của mình và bất chấp trước sự giàn ác. Trong thời điểm này, điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta đoàn kết và thể hiện bản chất thực sự của mình là người Mỹ, luôn mạnh mẽ và quyết tâm không cho phép cái ác chiến thắng. Hầu hết những người cánh hữu Mỹ có đức tin đều cho rằng việc thoát chết của Trump là điều không thể giải thích được, ngoại trừ khả năng đây là bàn tay che chở của Chúa Trời. Ngay cả Trump cũng đã nói rằng chỉ có Chúa mới có thể ngăn chặn được điều không thể tưởng tượng này xảy ra. Chưa hết, những người tham dự cuộc vận động tranh cử ngày hôm đó tại Pennsylvania còn nhận thấy một điều kỳ lạ nữa. Đó là hai lá cờ của Mỹ đã bị xoắn lại với nhau ngay trước khi vụ xả súng xảy ra họ nói rằng đây là hình ảnh giống như một thiên thần đang giang tay để che chở cho trump nhiều người mỹ không tin tay súng sát thủ là một kẻ đơn độc tìm cách để tiêu diệt trump mà họ cho rằng hắn có sự đồng lõa của thế lực ngầm phía sau thế lực này đang tìm cách để loại bỏ những nhân vật theo quan điểm bảo thủ truyền thống và hơn hết là các nhà lãnh đạo chống lại chủ nghĩa toàn cầu sau thủ tướng slovakia fico và trump lúc này thì thủ tướng hungary orbán đang được suy đoán là nhân vật bị ám sát tiếp theo một nhóm theo chủ nghĩa tự do cấp tiến ở Hungary mới đây đã tiến hành một cuộc thăm dò về thời điểm mà thủ tướng Hungary sẽ bị ám sát. Họ coi đây là một trò vui, nhưng chính trị gia Hungary là Mate Kocsis cảnh báo rằng: "Chúng ta cần phải quan tâm đến cuộc thăm dò này, vì không có gì hài hước hay dí dỏm ở đây cả, đặc biệt là trong bối cảnh các vụ ám sát chống lại Fico và Trump đã diễn ra." Trong khi các nhà lãnh đạo trên toàn cầu chỉ lên án bạo lực và bày tỏ lời chúc cá nhân mong muốn ông Donald Trump sớm được bình phục, thì người Nga và Thủ tướng Slovakia Robert Fico dường như lại là những tiếng nói quốc tế duy nhất cho đến nay đưa ra những hàm ý rằng cựu Tổng thống Trump đã bị các đối thủ chính trị của mình nhắm tới. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói như sau, bầu không khí xung quanh ứng cử viên Trump đã cho thấy rằng những gì mà nước Mỹ đang phải đối mặt ngày nay. Sau nhiều nỗ lực nhằm loại bỏ ứng cử viên Trump khỏi chính trường, đầu tiên là sử dụng các công cụ pháp lý, tòa án, công tố viên, các nỗ lực làm mất uy tín chính trị của Trump thì rõ ràng là với tất cả những ai đang quan sát bên ngoài đều nhận thấy tính mạng của ông ấy đang gặp nguy hiểm. Tất nhiên, ông Peskov cũng cẩn thận khi nói rằng chúng tôi không tin những nỗ lực loại bỏ ám sát Trump được tổ chức bởi chính quyền hiện tại. Còn Thủ tướng Slovakia Fico, người gần đây cũng đã sống sót sau nỗ lực ám sát vào hồi tháng 6, đã nói như sau. Đó là một kịch bản được lặp lại. Những đối thủ chính trị của Trump đang cố gắng để ngăn chặn ông ấy. Và khi họ thất bại, họ kích động công chúng cho đến khi một số anh chàng tội nghiệp cầm vũ khí lên để giết Trump. Thưa quý vị, nhận xét vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.